sắp có quy chuẩn quốc gia về đường cao tốc. Chương trình San sẻ yêu thương bữa cháo thiện nguyện do Tổ công tác xã hội của Viện Y học Hải quân phối hợp với nhóm thiện nguyện Quỹ bếp ăn tình thương đang tạo ra hiệu ứng tích cực, nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân, cùng nhiều nội dung đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 3, thông tư của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt bắt đầu có hiệu lực. Các loại hình kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường gồm kiểm tra sản xuất, lắp ráp, kiểm tra nhập khẩu, kiểm tra hoán cải, kiểm tra định kỳ, chu kỳ kiểm tra định kỳ được quy định rõ theo loại phương tiện, thời gian khai thác và phương tiện đã khai thác trên đường sắt quốc gia, dưới hoặc bằng 30 năm tính từ năm sản xuất, chu kỳ kiểm tra định kỳ của đầu máy, phương tiện chuyên dùng tự hành là 18 tháng, của toa xe, khách là 14 tháng, của toa xe hàng, phương tiện chuyên dùng không tự hành là 20 tháng. Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải trong quý 1 ban hành các quy chuẩn xây dựng đường cao tốc, trong đó quy định về việc xây dựng 4 làn xe hoàn chỉnh. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ đã chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ khẩn trương thực hiện việc rà soát để nghiên cứu tập trung hoàn thiện hệ thống, kết cấu hạ tầng giao thông và phương án tổ chức giao thông để nâng cao an toàn khai thác trên các tuyến cao tốc, phân kỳ đầu tư 2 làn xe hoặc 4 làn xe, 1 làn dừng khẩn cấp không liên tục cũng như trên toàn bộ tất cả các tuyến cao tốc và quốc lộ khác. Căn cứ vào kết quả rà soát đánh giá sẽ có điều chỉnh bổ sung các hệ thống cọc tiêu, biển báo, sơn vạch kẻ đường và các phương án về tốc độ lưu thông trên tuyến để làm sao người điều khiển phương tiện giao thông lưu thông một cách thuận lợi nhất, an toàn nhất khi lưu thông trên các tuyến cao tốc này. Ngoài ra, để có cơ sở đầu tư xây dựng và quản lý khai thác các tuyến đường bộ cao tốc, Thủ tướng cũng chỉ đạo phải khẩn trương xây dựng hệ thống quy chuẩn quốc gia về đường cao tốc. Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ khẩn trương nghiên cứu dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường cao tốc. Trong dòng chảy lịch sử của đất nước, Hải Phòng tự hào là nơi chứng kiến của nhiều sự kiện lịch sử, đóng góp không nhỏ vào những chiến công hiển hách, giành lấy độc lập tự do, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Và chiến thắng Cát Bi ngày 7 tháng 3 năm 1954 là một trong những sự kiện đỉnh cao sáng chói của niềm tự hào dân tộc. Dù cuộc chiến đã lùi xa, nhưng ký ức về năm tháng hào hùng ấy vẫn được gìn giữ vẹn nguyên trong câu chuyện kể của những thế hệ sau. Trong căn nhà nhỏ của cựu dũng sĩ Cát Bi, Đại tá Đỗ Tất Yến, người từng là chỉ huy phó trận tập kích Cát Bi tháng 3 năm 1954, chúng tôi được nghe những câu chuyện mà lúc còn sống, ông kể lại cho con cháu. Không khỏi xúc động và tự hào về những năm tháng oanh liệt cùng chiến công vang dội và sự hy sinh mất mát mà các dũng sĩ đã trải qua trong trận chiến đấu đầy máu lửa ấy. Câu chuyện mà kể về trận chiến lịch sử chiến thắng Cát Bi thì là có vào đánh thì là tập luyện cũng là rất là vất vả, gian khổ. Có những lúc là tập chạy hàng 40-50 cây số cơ. Đấy để mà khi mà rút đánh xong mà rút ấy thì còn thể lực, sức khỏe. Dưới sự chỉ huy của tỉnh đội Kiên An thì các bác đã trinh sát và phân loại được trong sân bay có những loại máy bay gì. Khu vực nào là máy bay quân sự, khu vực nào là máy bay dân sự. Nhờ vậy là khi tập kích thì đã chia ra thành các mũi tổ chức là áp ổ khóa vào máy bay quân sự và ném vũ pháo lưu đạn vào máy bay dân sự, tạo ra một cái hệ thống nổ dây chuyền. Vì vậy là cái kết quả là 2/3 cái số máy bay hiện diện tại sân bay Cát Bi đã bị phá hủy. Đây là một trận đánh gây một cái sự bất ngờ rất lớn cho thực dân Pháp. Với khoảng 3.000 lính bảo vệ và 5 hàng rào dây kẽm với hệ thống mìn phòng thủ như vậy mà quân đội của chúng ta đã áp sát và tiêu diệt được máy bay nữa. Thì tôi cho rằng đây là một cái tài thao lược và cũng tính toán, có thể nói là chính xác đến từng cấp, tìm ra một cái phương pháp đánh, một cái cách đánh có thể nói là rất tài tình. Câu chuyện cũ nhưng đến nay vẫn rất gần gũi qua dòng nhật ký của những người một thời xuân trẻ
quên mình vì quê hương đất nước. Để có một Cát Bi rực lửa, quân và dân Kiến An đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt. Chiến công lẫy lừng ấy đã đi vào những trang vàng lịch sử, là minh chứng rõ nét cho sự dũng cảm của những người con đất cảng. Chiến tranh đã lùi xa, những thế hệ sau này dù chỉ được ngắm nhìn chân dung những người dũng sĩ ấy qua mỗi bức ảnh, dòng lưu bút, nhưng tinh thần quật khởi, hào hùng của trận chiến Cát Bi rực lửa ấy vẫn hiển hiện một cách sống động trong từng câu chuyện được đời sau lưu giữ. Từ ngày 1 tháng 3, người dân thành phố sử dụng nước sạch sinh hoạt theo mức giá mới quy định đối với các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các khu vực đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng quản lý và đầu tư. Theo đó, giá nước sạch bình quân mới là 13.536 đồng một mét khối, tăng so với giá nước sạch bình quân cũ là 1.533 đồng một mét khối. Đây cũng là vấn đề được người dân quan tâm. Khách sạn Menva, quận Ngô Quyền mỗi tháng sử dụng khoảng 300 mét khối nước. Theo mức giá mới được áp dụng đối với tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ là 21.800 đồng một mét khối, thì mỗi tháng khách sạn sẽ tăng thêm khoảng 100.000 đồng so với mức giá cũ. Tuy nhiên, điều mà quản lý khách sạn quan tâm là việc tăng giá nước đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ là hợp lý, bởi nước sạch sinh hoạt chính là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút khách lưu trú. Về mặt tăng giá thì tôi tính ra là khách sạn một tháng trung bình tăng tới 100.000 đồng mà đảm bảo được nguồn nước sạch cho tất cả các khách hàng đến đây lưu trú, thì chúng tôi đồng lòng hợp tác, chung tay cùng thành phố để chúng ta tất cả người dân và những người đến Hải Phòng được sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo về an toàn cho sức khỏe. Việc điều chỉnh giá nước lần này theo cách tính bậc thang cũng là vấn đề được đông đảo người dân quan tâm. Theo đó, giá bán lẻ nước sạch bình quân là 13.608 đồng một mét khối, không giữ ở mức cố định mà theo nguyên tắc dùng nhiều sẽ tính mức giá cao, được quy định cụ thể đối với từng khu vực. Các mức giá được tính theo khối lượng sử dụng tại đồng hồ đo mỗi tháng, gồm mức từ 10 mét khối, từ hơn 10 mét khối đến 20 mét khối, từ hơn 20 mét khối đến 30 mét khối và trên 30 mét khối. Nước thô bây giờ nó cũng đã cạn kiệt, thì tôi cũng mong mọi người là tiết kiệm nước để đảm bảo là có nước sinh hoạt cho mọi người. Trong điều kiện biến đổi khí hậu gia tăng, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, nhất là đối với những địa phương ven biển như Hải Phòng, nguồn nước thô cung cấp cho sản xuất nước sạch đang ngày càng suy giảm. Do đó, việc điều chỉnh giá nước lần này tăng theo các cấp bậc sử dụng khác nhau cho thấy cả đơn vị sản xuất và người sử dụng cùng nhau chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên trong việc nâng cao chất lượng sản xuất nước cũng như gắn với sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên nước. Được triển khai thực hiện từ năm ngoái, chương trình san sẻ yêu thương bữa cháo thiện nguyện do Tổ công tác xã hội của Viện Y học Hải quân phối hợp với nhóm thiện nguyện Quỹ bếp ăn tình thương đang tạo ra hiệu ứng tích cực, nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân. Đều đặn vào 7 giờ sáng thứ 6 hàng tuần, các thành viên thuộc nhóm thiện nguyện Quỹ bếp ăn tình thương lại tổ chức nấu và phát từ 200 đến 250 suất cháo, hộp sữa miễn phí cho nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám, điều trị tại Viện Y học Hải quân. Tất cả các công đoạn từ lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến tới thành phẩm đều được các thành viên chuẩn bị chu đáo cho nồi cháo thực dưỡng ngon, bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm. Một số bệnh nhân không thể đi lấy hoặc không có người thân lấy cháo, các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ mang cháo đến tận giường bệnh. Tôi muốn một tuần từ thiện thứ ba và thứ sáu. Nói chung là các nhà tài thiện này nấu nướng và đúng vị trí sạch sẽ lắm. Nói chung là ăn được. Giống như chúng tôi mà dạ dày mà vớ như này thì thích quá. Quá sung sướng. Để thực hiện được chương trình này, nhóm đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và những người có tấm lòng thiện nguyện tham gia. Họ không chỉ ủng hộ tiền, vật chất mà cả ngày công để có được những nồi cháo thơm ngon, qua đó lan tỏa tấm lòng thiện nguyện đến cộng đồng. Năm 2016 đến nay là 2024 là được 8 năm. Thì nhóm có hai chương trình thiện nguyện chính là bên Bệnh viện Phổi Kiến An ngày thứ tư hàng tuần và bên Viện Y học Biển Hải quân thứ sáu hàng tuần, với nồi cháo yêu thương mang đến cho các bệnh nhân khám và điều trị tại các bệnh viện và viện y học
Ngoài cái chương trình cố định phát cháo hàng tuần, hàng tháng thì nhóm cũng đẩy những cái bệnh, những gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng có thể giúp đỡ từ thành viên đến cuộc sống ngoài xã hội. Chúng tôi là giao cho tổ công tác xã hội là sẽ chịu trách nhiệm là phối hợp và cùng với lại các nhóm tình nguyện để làm sao chúng ta tổ chức một cái bữa cấp cháo thực sự là ý nghĩa, đảm bảo người bệnh nhân đến khám cũng như là bệnh điều trị nội trú ở đây là được là hưởng một bát cháo và hộp sữa cho làm sao cho ấm lòng. Dù giá trị mỗi bát cháo, hộp sữa không lớn, nhưng đong đầy tình cảm và chia sẻ yêu thương, gắn kết mọi người trong xã hội. Đây chính là nguồn động viên tinh thần giúp cho các bệnh nhân yên tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của bản tin Hải Phòng hôm nay, ngày 3 tháng 3 cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.